Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Hoàng Thổ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chương trình trao quà giao lưu văn nghệ với đồn biên phòng Hồi Luông và tham gia lễ hội Ác Hô Chiêng. Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Thổ hiệp thương bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Hiệu quả từ lễ phát động Tết trồng cây. Ban tổ chức Tiền Phong Marathon lần thứ 64 năm 2023, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Thổ tổ chức chương trình giao lưu Ban tổ chức Tiền Phong Marathon và các hoa hậu cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh tại đồn biên phòng Hồi Luông, xã Hồi Luông và tham gia lễ hội Áp Hô Chiêng giao lưu với nhân dân bản Vàng Phèo, xã Mường Sò. Sự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại tá Triệu Quốc Nguyện, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong. Đồng chí Mai Thị Hồng Sim, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại đồn biên phòng Hồi Luông, các đại biểu và các hoa hậu đã được nghe đại diện lãnh đạo đồn biên phòng Hồi Luông báo cáo tình hình bảo vệ, quản lý biên giới trên địa bàn xã. Thời gian qua, đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân xã Hồi Luông tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc, giải quyết dứt điểm các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động bất ngờ, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm. Nhờ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn, mang lại bình yên cho nhân dân, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại đây, báo Tiền Phong, nhà tài trợ và các hoa hậu Á hậu Việt Nam đã trao tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh máy lọc nước Tân Á Đại Thành trị giá khoảng 200 triệu đồng. Trao tặng đồn biên phòng Hồi Luông một xe máy Honda. Trao tặng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở một máy lọc nước. Đoàn thanh niên báo Tiền Phong trao quà gồm 1.000 bút, 300 cuốn sách tham khảo và các ấn phẩm báo chí cho học sinh trong chương trình Nâng bước em đến trường. Nhân dịp này, các đại biểu và các hoa hậu Á hậu Việt Nam tham gia lễ hội Áp Hô Chiêng giao lưu với nhân dân bản Vàng Phèo, xã Mường Sò. Lễ hội Áp Hô Chiêng hay còn gọi là lễ hội hội đầu năm mới. Đây là lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con người Thái nói chung và người Thái trắng huyện Hoàng Thổ nói riêng. Lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, mang tính nhân văn sâu sắc thân thiện. Từ đó tạo nên nét mới, sức hấp dẫn và ấn tượng khó quên cho lễ hội. Trước đó, đoàn đã đến thăm chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới 62 tại bản Bồ Tô, xã Hồi Luông. Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Thổ khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ. Đồng chí Mạc Quang Mạnh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, dự kỳ họp. Đồng chí Sùng A Nủ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Vương Thị Thu Hiền, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chủ trì kỳ họp. Sự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Với tinh thần dân chủ, tập trung, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình và thông qua nghị quyết xác nhận
Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với đồng chí Trịnh Văn Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã được nghe các tờ trình về đề nghị điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023 và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2023. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tờ trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước đợt 2. Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tờ trình phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện thông qua các tờ trình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung nghiên cứu thảo luận các báo cáo tờ trình, sự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết của kỳ họp thứ 12 chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Sùng A Nủ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tham dự tại kỳ họp. Về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp, đồng chí Sùng A Nủ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân huyện cụ thể hóa các nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ tổ chức hội nghị kỳ họp thứ 10, kiện toàn ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024, để hiệp thương kiện toàn bổ sung thành viên và bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy. Hội nghị đã thông qua các văn bản đề nghị giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn giới thiệu nhân sự hiệp thương chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, hội nghị đã hiệp thương dân chủ giới thiệu đồng chí Lê Thị Toa, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử đồng chí Lê Thị Thoa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%. Việc hiệp thương bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhằm ổn định về mặt tổ chức, đảm bảo vai trò lãnh chỉ đạo trong việc điều hành các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong thời gian tới. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý 1, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh huyện Phong Thổ thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, nhất là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ hội viên. Theo đó, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện luôn nêu cao ý thức tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, dịch bệnh, vượt khó đi lên. Đồng thời, hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tận dụng các ưu thế của từng khu vực để xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hội viên, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong quý 2 tới, Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, làm cho các thế hệ cựu chiến binh có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tăng cường chỉ đạo hội cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực tuyên truyền hoạt động vay vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội đến cán bộ hội viên và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả trong việc phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Những năm qua, đặc biệt là năm 2023 này, huyện Phong Thổ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, triển khai chương trình trồng mới 2.500 cây xanh với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần tạo cảnh quan đô thị môi trường sinh thái trong lành và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Ngày nay, trước những tác động của biến đổi khí hậu, nhiều nơi đã phải gánh chịu thiên tai nặng nề do dông bão, lũ lụt, hạn hán gây ra. Vì vậy, những năm qua, huyện Phong Thổ đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cấp ủy chính quyền, các địa phương, các đoàn thể và nhân dân phối hợp với doanh nghiệp triển khai chương trình trồng cây xanh bảo vệ môi trường, khắc phục từng bước tình trạng suy thoái của môi trường. Phong trào trồng cây xanh giờ không những trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa, tạo nên môi trường làm việc xanh sạch đẹp, mà còn thể hiện tình cảm đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt là trong 2 năm triển khai thực hiện quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ về đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, huyện Phong Thổ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trồng mới được 331 ha rừng tập trung với hơn 3.500 cây phân tán bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và từ nguồn xã hội hóa. Chúng tôi có một cái tâm niệm là vì một cuộc sống xanh và vì một cái cuộc sống có cái sự phát triển một cách bền vững, thì rất là mong muốn bà con nhân dân địa phương nơi mà BIDV cũng đã có cái cơ hội được hỗ trợ, được phối hợp trồng cây, thì sẽ giúp đỡ chúng tôi trong cái việc trồng, bảo quản, duy tu cũng như là tiếp tục nuôi lớn và đảm bảo cây nó được sống một cách khỏe mạnh để góp phần vào cái màu xanh trên địa bàn của địa phương, cũng như là cùng với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên toàn quốc phủ xanh Việt Nam của chúng ta. Bên cạnh việc tạo cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái trong lành và điều hòa khí hậu, tăng cường khả năng bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, lễ phát động Tết trồng cây còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế xã hội, nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho người dân từ việc trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Đây còn là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc trồng cây, tạo không gian nơi ở, nơi làm việc xanh, sạch đẹp và có ý thức bảo vệ môi trường sống. Với sự hỗ trợ của BIDV thì đây nó là một cái minh chứng cho cái sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức phối hợp cùng với lại huyện, cùng với cấp ủy chính quyền để tuyên truyền vận động người dân tham gia trồng rừng, trồng cây. Và từ cái hoạt động của BIDV ngày hôm nay ấy, nó sẽ lan tỏa cho rất là nhiều người tham gia trong cái cuộc công cuộc phát triển rừng, bảo vệ rừng và trồng cây xanh. Lễ phát động Tết trồng cây không chỉ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu, mà còn giúp người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã đặc biệt khó khăn của huyện Phong Thổ, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống qua từng năm. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phong Thổ và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Uyên vừa có buổi trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục tại trường mầm non Hoa Ban, thị trấn Phong Thổ. Đây là những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, giúp các đơn vị học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay thiết thực trong công tác quản lý giáo dục ở bậc mầm non. Tham gia buổi trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục tại trường mầm non Hoa Ban, thị trấn Phong Thổ,
có gần 70 người là lãnh đạo, công chức, viên chức, phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán, các đơn vị trường mầm non của hai huyện Phong Thổ và Tân Uyên. Buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, thân thiện. Các đơn vị đã dự giờ hai tiết dạy của trường mầm non Hoa Ban. Qua đó tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với tinh thần hợp tác giúp nhau cùng phát triển. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc giúp cán bộ quản lý và các giáo viên huyện Phong Thổ và huyện Tân Uyên nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện. Chúng tôi đã được học tập rất nhiều ở trong buổi tham quan này. Chúng tôi cũng đã thấy là về cái công tác xây dựng cảnh quan môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học thì nhà trường đang làm rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đó là về cái công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường thì chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ dừng lại trong việc xây dựng cảnh quan mà nhà trường làm tốt về công tác xã hội hóa, và chúng tôi nhận thấy là cả trong công tác là nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ thì nhà trường cũng đã xã hội hóa rất là tốt. Nội dung thứ ba đó là chúng tôi cũng đã được dự giờ và tham gia vào các tiết học của học sinh. Đó thực sự là những cái hoạt động rất là trải nghiệm và học sinh được lấy trẻ làm trung tâm. Qua cái tiết học này thì chúng tôi nhận thấy là học sinh tham gia rất sôi nổi và học sinh rất tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp. Một nội dung nữa mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đó là cái môi trường ứng xử, giao tiếp của cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên trong nhà trường thì rất là thân thiện và mẫu mực. Đối với bản thân tôi và các đồng chí trong đoàn thì đây là những cái kinh nghiệm chia sẻ rất là bổ ích và ý nghĩa. Thì chúng tôi cũng sẽ là những cái kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho cái công tác giáo dục tại huyện nhà. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý giáo viên các đơn vị còn nhiệt tình, tích cực trao đổi, học tập, chia sẻ những kinh nghiệm việc xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học của trường mầm non Hoa Ban, như cách quy hoạch khuôn viên, bố trí, sắp xếp các không gian, các công trình, các góc chơi trong và ngoài lớp học, cách thức huy động nguồn lực để xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị tìm ra những hướng đi, những giải pháp tích cực, thúc đẩy tiến bộ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của các nhà trường. Đơn vị nhà trường cũng rất là vui và chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua đã phần nào để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và chất lượng giáo dục của toàn huyện. Ngoài ra thì đã có cái sự lan tỏa đến với lại các đơn vị huyện bạn để các đơn vị huyện bạn về tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Khi đơn vị huyện bạn về tham quan học tập thì không phải là ở phía một chiều mà chúng tôi cũng có thể là qua cái buổi chia sẻ trao đổi thì chúng tôi cũng sẽ học được các cái cách làm hay của các bạn ở huyện Tân Uyên. Thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục tại trường mầm non Hoa Ban thị trấn Phong Thổ đã góp phần giúp huyện Phong Thổ và huyện Tân Uyên nâng cao công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng trong xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non, kỹ năng ứng dụng một số phương pháp giáo dục sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong quản lý chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.